sắp có hàng loạt trường hợp bị thu hồi tước bằng lái xe trong công an. Tại dự thảo thông tư về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong công an nhân dân, Bộ Công an đề xuất hàng loạt quy định mới về thu hồi tước quyền sử dụng bằng lái xe. Điều 41 dự thảo thông tư về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong công an nhân dân nêu rõ, bằng lái xe bị thu hồi trong các trường hợp do được đào tạo, sát hạch, cấp sai thẩm quyền, người được cấp giấy phép lái xe không đủ điều kiện sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám chữa bệnh đối với từng hạng giấy phép lái xe. Giấy phép lái xe đã quá thời hạn tạm giữ hoặc hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng. Các trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn được thực hiện theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ các trường hợp cấp đổi giấy phép lái xe hết thời hạn sử dụng, gồm giấy phép lái xe hết thời hạn sử dụng từ 3 đến 12 tháng, cán bộ, chiến sĩ có giấy phép lái xe phải sát hạch là lý thuyết đạt yêu cầu mới được đổi giấy phép lái xe. Giấy phép lái xe hết thời hạn sử dụng trên 12 tháng, cán bộ, chiến sĩ có giấy phép lái xe phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành kỹ năng lái xe đạt yêu cầu mới được đổi giấy phép lái xe. Cấp lại giấy phép lái xe hết thời hạn sử dụng và bị mất, cán bộ, chiến sĩ có giấy phép lái xe hết thời hạn sử dụng và bị mất khi có yêu cầu cấp lại thì thực hiện theo quy định tại Điều 40, thông tư này. Trường hợp cán bộ, chiến sĩ có yêu cầu đổi, cấp lại giấy phép lái xe ô tô hết thời hạn sử dụng mà phải sát hạch lại lý thuyết, thực hành kỹ năng lái xe thì Cục Cảnh sát Giao thông tổ chức sát hạch lại. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp gửi hồ sơ về Cục Cảnh sát Giao thông hoặc gửi về Phòng Cảnh sát Giao thông. Đối với trường hợp cán bộ, chiến sĩ có giấy phép lái xe hết hạn gửi hồ sơ trực tiếp về Cục Cảnh sát Giao thông. Thời gian hết hạn của giấy phép lái xe được tính từ ngày hết hạn giá trị sử dụng ghi trên giấy phép lái xe, đến thời điểm Cục Cảnh sát Giao thông tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị đổi giấy phép lái xe theo quy định. Đối với trường hợp cán bộ, chiến sĩ có giấy phép lái xe hết hạn gửi hồ sơ về Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách và gửi Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị tổ chức sát hạch lại. Thời gian hết hạn của giấy phép lái xe được tính từ ngày hết hạn giá trị sử dụng ghi trên giấy phép lái xe, đến thời điểm Phòng Cảnh sát Giao thông tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị đổi giấy phép lái xe theo quy định. Quá trình tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận phải đóng dấu vuông và ghi rõ ngày, tháng, năm tiếp nhận mặt trước, phía trên, bên phải đơn đề nghị theo mẫu và ký xác nhận, ghi rõ tên cán bộ tiếp nhận. Trường hợp cán bộ, chiến sĩ có giấy phép lái xe bằng chất liệu giấy còn thời hạn sử dụng nếu có nhu cầu thì được đổi sang giấy phép lái xe bằng chất liệu nhựa. Hồ sơ, trình tự giải quyết thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 39 thông tư này. Đặc biệt dự thảo còn quy định rõ về trường hợp mất hồ sơ gốc. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ có giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng hoặc hết hạn dưới 3 tháng nhưng mất hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch khi có đề nghị được xem xét đổi giấy phép lái xe,